vực bến xe Chợ Lớn được mệnh danh là thiên đường ẩm thực Bình Dân với hàng loạt món ăn hấp dẫn, chất lượng nhưng giá cả lại rất vừa túi tiền. Chỉ vài tấm bạc tre cùng chục chiếc bàn, hàng ăn của bà Loan là địa điểm ăn sáng nức tiếng với món bún bò bắp hoa, sườn sụn siêu ngon với mức giá Bình Dân nức tiếng tại số 213 Phan Văn Khỏe, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Bún bò nóng hổi, khách đông kín, cô chủ nhiệt tình. Chỉ trong một buổi sáng, hơn 70kg đồ ăn, bao gồm thịt, xí quách, xương sụn đã bán sạch veo. Thế là cô tính bán cũng được 30 năm rồi con. Cô hả bán từ 5 giờ rưỡi có bán rồi. Khi 8 mấy 9 giờ thì hả bữa, chứ 7 giờ rưỡi. Tổng cộng hết 70kg luôn. Vừa giò vừa chảy rồi nè. Cái này chắc... Nói chung là cô bỏ shopping nhiều lắm, 300 mấy hả? À, sườn non, bắp giò, giò, về thịt sắt. Bắp bò, chả, tái, chiên, đầy đủ, nói chung là đầy đủ. Sườn non bò heo, đầy sườn, sườn non bò có luôn. Cái này là cô phải hầm ngày trước ngày qua. Tại vì mấy cái bắp bò này hầm lâu lắm. Dạ, mấy cái bắp bò này nó hầm lâu lắm cơ. À, 40.000 con, đầy đủ sắp. Mỗi tô bún bò với đầy ắp thịt, tái, nạm, chả có giá chỉ 40.000 đồng. Mỗi tô sườn sụn gọi thêm giá chỉ 20.000 đồng. Bún bò nấu theo khẩu vị người Sài Gòn nên ngọt đậm đà. Khi cho thêm rau trụng cũng không khiến nước lèo bị lạc. Nước hầm được nấu từ chiều hôm trước để xí quách, bắp bò ra hết vị béo và ngọt. Nước lèo cứ thế được châm vào liên tục, châm đến đâu bà Loan lại liên tục phả lớp mỡ để nước luôn trong, không bị ngấy. Cái này là buổi chiều cô hầm trước rồi, hầm 1 giờ mấy cô vậy rồi. Thùng này luôn là 2 thùng với 1 nồi lửa đó con. Không, để đồ nóng không. Á, sườn sụn nó giòn, nó ngon, nó béo, người ta khách ta thích nên ta chuộng. Cái sườn, xíu quách nó sườn cho mà lấy nước ngọt cho. Đâu có tính tỉnh. Đây, cô có tính nè. Gân này vẫn y. Gân này gân trong mắt ngon lắm. Các loại bò, thịt bò mà chỉ có gân này là ngon nhất. Hầm nó tới 5-6 tiếng. Cô luộc nó cào xong, cô bỏ xong, bắt đầu cô hầm tới từ 3 giờ mà tới 8 giờ đó. Cái này. Hai con bánh vừa. Thưa bà mới bán em. Ngon. Ngon rẻ.